Xin chào các bạn, còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta lại được cùng nhau chờ đón những bất ngờ thú vị trong một trận đấu được dự đoán là rất hấp dẫn và cũng là một trận đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả hai đội bóng trong ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi những hình ảnh được tường thuật trực tiếp trên kênh VP Apart và tôi cùng với bình luận viên Kiên Daki rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Đức Trinh chọc khe và phạt bóng rất đúng lúc. Rất gọn gàng và chính xác. Đức Trinh, Huy Toàn, cơ hội tấn công. Huy Toàn chuyền vào, sóng gió đã qua trước cầu môn. Nỗ lực vượt phá đã bị vô hiệu hóa. Rất tốt. Huy Toàn, đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi. Mười lăm phút đầu tiên đã trôi qua, các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Dứt điểm đi. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau. Và đó là một tình huống phối hợp rất ăn ý và bàn thắng là rất xứng đáng. Bàn thắng có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Âu Văn Hoàn, Huy Toàn, lại là một pha tổ chức tấn công ở cánh. Một tình huống việt vị. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Diego Fagan, đường chuyền rất chính xác. Đình Bảo, các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi. Một quả ném biên. Sẽ có một tình huống ném biên. Những pha chuyền bóng rất bài bản ở giữa sân. Tạt cánh, không thành công. Thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng. Một tình huống mà các cầu thủ đã phối hợp rất tốt trước khi đưa ra cú dứt điểm cuối cùng.
vào bóng rất quyết liệt. Chuyền bóng, cắt bóng rất dễ dàng, bóng đã được phát ra. Thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Chuyền bóng, một cú sút nguy hiểm, sức dẫn tuyệt vời. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Trong bóng đá hiện đại thì những cái đầu thiên tài của các huấn luyện viên kiệt xuất như Pep Guardiola hay Alex Ferguson và Mourinho luôn có tính chất quyết định tới thành bại của mỗi câu lạc bộ. Cắt bóng rất dễ dàng. Ba đồng đội đang đợi bóng. Pha giải nguy rất đúng lúc. Đường chuyền lên rất thoáng. Rất tiếc là cầu thủ này đã ở trong tư thế việt vị. Sẽ có sự thay đổi người. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Bóng đã bị chặn lại. Vi Toàn, Trình. Đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi. Tình huống phá bóng thiếu dứt khoát và phá bóng rất tốt. Cơ hội phản công rất rõ ràng. Có thể triển khai một pha phối hợp tam giác. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Vào bóng rất quyết liệt. Đình Bảo. Trọng tài đã có những nhắc nhở với cầu thủ phạm lỗi. Theo tôi thì tình huống vào bóng này hoàn toàn xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ vàng. Vẫn tiếp tục đi bóng. Ý đồ khá tốt. Bật bài rất hay. Pha phá bóng rất đúng lúc. Môn đã bắt được bóng. Cú sút từ rất xa. Sẽ có một quả phạt góc. Đánh đầu. Pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Một tình huống mà bóng đã đi không chính xác. Tuy nhiên phải nói rằng đó là một cú dứt điểm không tồi chút nào. Cần phải có những đường chuyền mang tính đột biến để phá vỡ thế trận bế tắc như thế này. Chọc khe. Thủ môn đã bắt được bóng.
Âu Văn Hoàn. Rất đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Cắt bóng rất dễ dàng, phối hợp khá đơn giản. Như vậy là sẽ có một tình huống phát bóng lên. Đức Trinh. Rất tiếc là cầu thủ này đã ở trong tư thế việt vị. Như vậy là trọng tài chính đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Chương trình bình luận bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin thân ái và chào tạm biệt.